Vâng, xin chào anh chị quý khách hàng nha. Chào mừng anh chị đã quay lại kênh YouTube Toàn Trung Auto Gia Lai. Thì hôm nay mới về một dòng sản phẩm mới quay review giới thiệu với anh chị, đó là Hyundai Accent nha anh chị. Hyundai Accent bản Daihatsu 19 mẫu, gọi là nó chưa giống mẫu 221 đâu. Cái mẫu đây thì em đánh giá thì nó đẹp nha, nó trường xe. Mẫu kia thì nó thể thao, nó hì hợp hơn. Xe này là bản thiếu, người ta lên đủ đồ nha anh chị, lên mâm đúc, lên đèn cản, nói chung là lên xi nhan gương, nó lên gần như là bản đủ rồi đó. Xe này em bán là 349 triệu anh chị nha, không lỗi. Xe này là không lỗi. Đó, 349 triệu cho một con Accent 219 số tay nha anh chị. Xi nhan gương này, mâm đúc này. Đó, cái bảng đây là nó là mâm sắt nha anh chị, lên mâm đúc rồi, đèn sương mù. Tiếp theo nữa là họ lên ghế da nữa, nói chung là lên cũng nhiều tiền. Lên cũng nhiều tiền á, nhưng mà em khuyên thật sự anh chị nào mà muốn mua xe á, mua xe mới á, xe cũ thì không nói, xe cũ đây nó lên cỡ nào lên em vẫn tính là cái giá là bạn bay. Chứ cái này bạn đủ là phải 38, 39. Anh chị nào mua xe mới á, em khuyên là đã xác định mình mua xe mà mình muốn lên đủ đồ á, muốn giống như một cái xe bạn đủ thì mua xe đủ luôn, chứ đừng mua xe bạn thiếu rồi lên như vậy, nó tốn tiền nhiều lắm nha. Nó nhiều lúc lên nó tốn còn hơn tiền cái xe mà sau này bán là nó cũng mất giá trị, đâu có tính được thành xe bạn đủ đó, nên chị cân nhắc. Xe thì 4 vạn, nhưng mà cái này nó mòn này. Đây nó mòn. À, cái vô lăng hơi tì nó mòn thì em nghĩ là không đúng đâu, tại vì cái xe này em mua cũng anh em thợ họ sang lại cho em đó, để nói rõ cho anh chị, để anh chị biết chứ để mất công mất lòng. Máy móc em bảo hành cho anh chị, chất lượng em bảo hành cho anh chị. Còn cái xe này thì cái đồng hồ nó 4 vạn là không đúng đâu, tại vì 4 vạn với cái này nó còn cao, nó không có bị bóng. Keo chỉ thì hết năm 2019 nè, sản xuất 2019 anh chị. 349 triệu, giá hợp lý anh chị nha. Nay là em tìm xe khách mua chính chủ thì cũng khó, nếu gặp được thì mua thì quá tốt rồi, quá tuyệt vời rồi. Nhưng mà xe anh em nên là phải cũng mua một số xe của anh em để giao lưu với anh em, để sau họ có xe chính chủ họ gửi cho mình. Cái này họ mua về họ cũng dọn dẹp hết rồi, rồi mình việc bán thôi. Thì cái xe này nó theo cái em định đánh giá thì nó trung bình thôi nha. Đây hai hộp gió trung bình thôi, không xấu không đẹp. Trên hình gửi thì nó long lanh lắm, về thì nó gọi trung bình thôi, không có cọp xe nha anh chị, không có cọp. Nên anh chị nào mua vừa tiền thì mua cái này, tầm tiền đi, giá cả phù hợp. Xe này thì cũng là một chủ của người ta, họ mua mới xong rồi bán cho anh em thợ, anh em thợ bán lại cho em thì vẫn tính là một chủ thôi nha anh chị. Còn qua nhiều chủ em không mua, mấy cái lướt rồi qua nhiều chủ em ít mua lắm. Và xe tên cá nhân nha, tên cá nhân, keo chỉ nguyên nè, keo chỉ nguyên, mấy cái bấm đây còn nguyên nè, nguyên nè. Mà em phát hiện ra là nó có bị móp vô đây nha, nó có bị móp vô đây, cái đèn thì vẫn là đèn này bị móp vô đây một xíu, móp vô đây này, hút ra này. Móp vô đây hút ra. Lòng về đây, bọng đây nha anh chị. Gầm đây, quay cho anh chị cái gầm. Đó, gầm thì em kiểm tra còn đẹp nha. Giá thì nó là 349 triệu cho một con Accent 219. Như vậy thì nó cũng hợp lý anh chị nha. Hợp lý. Anh chị nào có xe bán liên hệ giùm em Toàn nha, 0979325679 nha. Ở các tỉnh thành em đều mua được, và anh chị nào quan tâm xe này thì cũng alo vào số đó, em chốt giá em bớt cho, em bớt cho anh chị. Máy thì em kiểm tra rồi, riêng hết nguyên bản nha, máy em có bảo hành cho anh chị luôn. Mua Toàn Trung thì không sợ là máy nha, kêu chị đó, em kiểm tra hết rồi, kêu chị đó còn nguyên đó. Cái này thì không sợ về máy đâu, không ngại về máy.
anh chị nào muốn đổi bù trừ hoặc là muốn trả góp đều được hết nha. Đổi đời, trả góp đều được hết. Liên hệ sau đó hoặc là muốn xem xe tại nhà, em có thể ship tới nhà cho anh chị xem để được thoải mái. Cái dòng Accent đây mấy chấm tư số sàn, chạy cũng tiết kiệm nha anh chị, chạy cũng rất là tiết kiệm. Số sàn thì nó loanh quanh cỡ tầm 5-6 lít thôi anh chị ạ. 5-6 lít thôi, một số 6 cấp luôn anh chị. Một số này 6 cấp. Số 6 cấp thì chạy tiết kiệm mà cái form dáng cũng đẹp nữa. Sedan phân khúc B, form dáng đẹp rộng rãi. Không thôi là thêm chút mua Vios. Vios đây cũng đẹp nè. Vios nè, cũng đẹp. Nhưng mà chạy á, em thấy thằng Accent chạy đầm hơn nhiều, êm hơn nhiều. Đầm hơn nhiều, êm hơn nhiều. Còn anh chị nào thích thương hiệu Toyota thì mua Vios này. Nha anh chị, 395 em bớt còn 39. Đó, rất là nhiều lựa chọn cho anh chị để anh chị tới toàn chung có thể lựa chọn thoải mái. Đây là Chevrolet Colando nha, Chevrolet Colando. Colando. Máy dầu. Thằng này nó mất giá hơn Fortuner nhiều nha anh chị. Chạy thì đầm. Nó thật sự chạy thì đầm, bóp. Bóp hơn Fortuner. Rộng rãi. Nhưng mà mất giá hơn. Xe em bán 500 mấy 2018. Còn anh chị thích Fortuner em còn hai cái dầu. Hai cái máy dầu, cái 16, cái 14. Anh chị cứ kết bạn Zalo 0979 0922 325 679, mấy bạn gửi hình qua trước cho anh chị cũng được. Còn này CRV bản L nha, bữa em đi xuống Bình Định em mua. Tối quá em không quay cho anh chị được. Một chủ nha, xe đi có mấy ngàn cây à. Cái điều đặc biệt là xe này nhập Thái. Nhập Thái Lan nha anh chị, bản L này, bản L là cửa nóc toàn cảnh luôn. Đó, tí nữa mai em sẽ quay. Anh chị ngày đây bận quá, không quay hết cho anh chị được. Xe này có mấy ngàn cây? 7.000 cây. Bữa mua 7 hay 8.000. 7.000. 7.000 cây anh chị. Mới tin. Rất là cọp. Len keng luôn anh chị nha. Đó, bản L nhập Thái Lan nguyên chiếc, chứ không phải xe Việt Nam. Rồi, anh chị nào mà quan tâm đến xe gì bên em thì liên hệ hoặc là like Facebook với lại để lại bình luận dưới YouTube nha. Nhớ đăng ký kênh giúp em để đón nhận nhiều video mới tiếp theo anh chị nha. Rồi, cảm ơn chị rất nhiều. Hẹn gặp anh chị lại toàn chung Gia Lai.